Tôi yêu, yêu chứ gì, không yêu đâu. Dừng lại. Em này ngon đấy. Kẻ anh. Rồi em định thế nào? Em ngon đấy. Trời ơi anh đấy. Đến kia dùng lại. Thả tôi ra. Chính ta đây, hôm nay ta thay mặt cho công lý hòa bình trên thế giới đến đây để chứng chỉ các người. Lợi, chán sống rồi. Anh nhân không? Tin. Sinh viên này là ai? Tên thật của anh là Nguyễn Huy Hoàng, đến từ lớp 10 chuyên toán K21. Bình thường Hoàng là một học sinh rất thông minh, vô cùng nghịch ngợm và cũng hay giúp đỡ bạn bè, thế chuyện bất bình. Hoàng lại hóa thân thành siêu nhân và hành động nghĩa hiệp như trong các bộ phim Mỹ. Anh